Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau học tiết thứ 9. Đó là cái chủ đề thứ hai, nghệ thuật tiền sử thế giới và Việt Nam. Các em lấy sách giáo khoa ra, các em lật ngay trang 20. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài hôm nay. Và lấy tập ra ghi bài luôn đi các em. Cô mời lớp trưởng lớp 6A1 nêu cho cô tiết học hôm nay là chúng ta học tiết nào nè. Hôm nay chúng ta học là tiết thứ nhất của chủ đề nghệ thuật tiền sử thế giới Việt Nam là cái bài gì vậy con? Bài 1 là bài những hình vẽ trong hang động. Rồi. Một bạn đọc cái yêu cầu cần đạt giùm cô nè. Số 2. Đọc cái yêu cầu cần đạt của bài học hôm nay. Dạ cô, em đọc nêu được cách mô phỏng hình vẽ. Mô phỏng được hình vẽ của người tiền sử theo cảm nhận. Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mỹ thuật thời tiền sử. Có ý thức trân trọng bảo tồn và phát triển văn nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật của người xa xưa. Và yêu cầu giỏi quá trời, rồi đọc cái hay quá ha. Và yêu cầu của bài học hôm nay là chúng ta chuẩn bị cái gì á? Ở dưới ngay phần xanh xanh cô có. Dạ cô, yêu cầu là giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, hồ dán. Rồi, cảm ơn con, rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy quan sát những cái hình ảnh. Chúng ta quan sát và chỉ ra cái đối tượng nội dung thể hiện trong mỗi hình. Và nét, hình, màu trong các hình vẽ, chất liệu và cách thực hiện. Con trả lời. Dạ thưa cô, đối tượng là động vật. Đối tượng trong hình vẽ là động vật. Động vật là những con gì con nhìn thấy không? Hình vẽ những con bò tót á, ở trong hang Atamira. Dạ, những con bò tót ở trong hang Atamira. Hình con gì nữa? Hình con hươu, thấy không nè? Đây là con bò tót nè, đây là con hươu nè. Và những cái hình này được vẽ ở đâu? Vẽ trong hang động. Chất liệu là làm bằng đá ở trong hang động luôn, những cái hang đá, phiến đá. Và đa số các bạn thấy những cái màu sắc được thể hiện trên những tác phẩm này là đa số màu gì? Màu nào? Con trả lời lại đi, màu gì con? Màu vàng đất. Màu vàng đất, màu nâu ha. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ chúng ta qua cái phần số 2, mô phỏng. Cách mô phỏng hình vẽ theo mẫu. Rồi con nêu ba các bước vẽ mô phỏng theo mẫu. Dạ thưa cô, bước đầu tiên chúng ta sẽ phác họa hình con trâu lên trên giấy. Mà muốn phác họa thì phải làm gì? Chúng ta cần có một tờ giấy, bút chì và gôm tẩy. Rồi còn gì nữa không? Dạ không. Em bảo anh đã. Xin mời con. Thân cô, bạn cô nghe trả lời sai. Thân cô, bước 1, xác định bố cục, hình vẽ và bắt các nét tái quát. Bước 2, vẽ điều chỉnh hình và các chiếc cho ráp với hình mẫu. Bước 3, vẽ màu. Ồ, quá giỏi luôn. Các em ghi nhận vào giùm cô ha. Quá tuyệt vời. Các em ghi nhận những bước vẽ đó vào. Bạn nêu rất là tuyệt vời, rất đúng cái nội dung này trong sách nha. Và các bạn cập nhật nội dung này trong sách vào ha. Cái này là phần số 2. Sau khi chúng ta nắm được cái phần các bước vẽ này, các bạn lưu ý giùm cô nè. Đầu tiên muốn vẽ một hình nào đó, các bạn phải phát bố cục. Phát bố cục, xác định bố cục cho nó cân đối giữa giấy, nó không bị lệch trái, lệch phải, lệch trên, lệch dưới. Lưu ý điều đó ha. Sau khi chúng ta phát bố cục xong, chúng ta dựa vào cái hình đó, chúng ta vẽ hình bằng nét thẳng trước. Rồi sau đó chúng ta mới vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình đẹp rồi mới chúng ta mới vẽ màu. Đó là cái phương pháp vẽ là nó tốt nhất. Bây giờ chúng ta chuyển qua bước cái phần số 3, mô phỏng hình vẽ tiền sử. Cái này là chúng ta sẽ thực hành nè. Giờ yêu cầu của cô là cái gì đó, cô mời một bạn đọc cho cô coi nè. Cô, mô phỏng hình vẽ thời tiền sử, lựa chọn và quan sát hình ảnh
Để mô phỏng một số hình ảnh, có thể được lựa chọn các hình ảnh mặt người trong hang đá, hang động, lựa chọn và thực hiện theo ý thích của học sinh để mô phỏng. Ok bạn An. Quý, trước khi các bạn vẽ, cô sẽ cho các bạn quan sát một số hình bạn mình vẽ trên cái bố cục giấy rất là phù hợp nè. Thấy không? Đây là vẽ bài vẽ của học sinh luôn đó. Các bạn có thể lựa chọn bất cứ cái hình vẽ nào trên hang động các bạn vẽ lại cũng được. Đây là một hình. Đây. Giờ cô giới thiệu thêm một số hình. Đây là một số hình trong hang động để các bạn có thể vẽ thêm cũng được. Nha, tham khảo một số tranh ở hang động thôi. Bạn có thể chụp lại để vẽ. Đây là hang động Magura. Là một trong những hang động lớn nhất tại Bulgaria. Với hơn 400 bức vẽ được phát hiện trên tường. Có niên đại từ 8.000 đến 4.000 năm trước các bạn. Ngày xưa người ta đã sử dụng phân chim làm nguyên liệu để khắc họa cảnh quan sinh hoạt, các hoạt động săn bắn hay vui chơi của họ. Đây là nằm ở trung tâm Ấn Độ. Đây những hình vẽ rất là đẹp các bạn thấy không? Đây là công viên quốc gia Seri ở đông bắc Brazil. Bạn có thể chụp lại để tí nữa chúng ta vẽ nha. Rồi, đây là Lasgan, một số tổ hợp ở trong hang động và hốc đá ở phía tây bắc Somalia. Dễ tiền cũng hiểu hết luôn cô. Đúng rồi, cái này là cái thời tiền sử người ta đã biết thể hiện cái hình dáng con người, hình dáng những động vật vào trong tranh. Và hồi xưa đâu có chất liệu đâu các bạn, đâu có giấy như mình giờ đâu. Người ta muốn thể hiện được cảm xúc, tình cảm và những hình ảnh hoạt động ở ngoài đời thường, người ta lấy đá để người ta làm cái chất liệu để người ta vẽ lên đó. Qua những cái hình ảnh này mình tôn trọng cái nghệ thuật của sản phẩm nghệ thuật xưa, đúng không? Mình yêu quý mà mình tôn trọng lại, mình cảm nhận là vẻ đẹp giá trị của thời tiền sử. Và mình nhớ lưu ý là mình phải có ý thức trân trọng, bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật của người xưa để phát huy cái nét đẹp của họ. Hồi xưa chưa có phương tiện gì mà người ta còn vẽ được như vậy, mình thì mình phải cần phát huy tốt hơn ha. Bây giờ các em quan sát xem, đây là những hình vật giống như hồi nãy mình đã nói rồi. Những hình vẽ được vẽ trong hang động đa số là những con thú. Đó, cho nên là mình giờ mình để thể hiện sự trân trọng lại, mình vẽ lại những cái hình ảnh này để mình yêu quý cái nét đẹp của người thời tiền sử. Đó, đó là cô giới thiệu. Cô giới thiệu thêm cho các em biết một số hình ảnh. Các em chụp lại đi nha. Nhớ chụp lại để tí nữa chúng ta vẽ. Đó, chúng ta tham khảo một số tranh mô phỏng á. À, chụp lại để tí nữa yêu cầu vẽ tới bức tranh nào thì các bạn có thể chọn theo thích. Bây giờ tranh đó, các bạn lưu ý là khi cô cho các bạn chọn thì các bạn chỉ chọn một hình thôi. Xét một số hình ảnh tham khảo này các bạn thực hành nha. Và cái tiết sau mình mới là trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Bữa nay là mình vẽ, phía sau mình trưng bày, rồi mình tìm hiểu thêm nghệ thuật của người tiền sử thêm chút nữa nha. Giờ các bạn vẽ lại mấy con thôi được không cô? Vẽ một con là được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành nha.